hẳn là các bạn còn nhớ bốn bạn người tuyết mà bữa trước mình đã làm cho cái quán cà phê Mimosa này ha. Bây giờ bạn chủ này muốn mình biến bốn chú người tuyết này thành bốn con mèo. Thực sự là lúc mình nhận thì mình nghĩ là mình không thể nào làm được đâu. Bởi vì nó là những quả bóng tròn vo, không biết cách nào để làm luôn, nhưng mà thôi kệ, mình cứ làm đại. Mình cắt hai cái tay và mình nhồi bông, mình gắn lên. Còn về sơn màu thì lúc đầu mình định sơn màu acrylic, nhưng mà tính ra chi phí sơn hết tất cả bốn bạn này thì tầm khoảng chừng 600-700 ngàn là quá mắc. Thế nên là mình đã ra ngoài và mình lựa chọn cái loại sơn cho mút xốp này khoảng chừng 500 ngàn thôi. Nhìn thì thấy đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình làm hết cũng gần một tuần. Nói chung là tối nào mà chưa làm xong thì cũng không có ngủ được đâu, tại vì thấp thỏm lắm. Tại vì cái này dùng để trưng quán cà phê, làm xấu quá thì cũng không được, mà lỡ làm hư rồi thì không biết ăn nói thế nào với khách luôn. Nhưng mà mình đánh giá rất cao tinh thần tái chế của chủ quán cà phê, bởi vì như thế này sẽ vừa tiết kiệm được chi phí mà hạn chế rác thải ra môi trường nữa. Mình làm xong và mình đăng lên đây, hy vọng là ý tưởng của mình sẽ giúp các bạn trang trí Tết được một phần nào đó mà không mất ngủ như mình mấy ngày nay. Chúc các bạn thành công nha!